Xin Chúa thánh thần, người thương thấm biết hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Với sự yêu thương mặn nồng của hai con, trong thời gian tìm hiểu rất là lâu dài, thì 7 năm rưỡi, thời gian rất là lâu dài, thì mẹ hy vọng rằng với tình yêu đó, mọi cố gắng, mọi khó khăn gì con cũng vượt qua, và những tình yêu đó hai con sẽ đem lại qua cái đó là con cái của các con mà Chúa sẽ ban tặng. Cuối cùng thì mẹ muốn hai con nắm tay nhau, dìu nhau, xây dựng một gia đình rất là hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa và mẹ mong. Tôi xin cảm ơn quý vị và cái cho tôi đến dự tiệc ngày hôm nay, trong khi thời gian thì không có là bao nhiêu, và cũng có đôi lời nếu có gì sơ sót xin quý vị nhân tình tha thứ cho. Xin cảm ơn nhiều.